Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe mà chúng tôi vừa mới mua về được ạ. Chiếc xe này thì nói thật với quý vị và các bạn, tôi còn chưa kịp rửa cơ. Nhưng mà bây giờ là cái dịp Tết cũng đã đến rồi, cho nên là cái lượng khách người nhu cầu mua rất là nhiều. Cho nên là chúng tôi sẽ mua về cái là chúng tôi đăng tôi bán trước, còn dọn dẹp rửa ráy tôi sẽ tính sau. Đấy, thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn hôm nay là một chiếc xe 7 chỗ ạ. Toyota Fortuner phiên bản V2.7 máy xăng số tự động 2 cầu ạ. Đấy, thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì chúng tôi vừa mới mua về được, cho nên là tôi đang làm video cho quý vị và các bạn xem luôn. Tuy nó hơi bẩn một chút nhưng mà không sao, tôi sẽ dọn dẹp sau. Nếu như quý vị và các bạn đến xem trực tiếp tại cửa hàng tôi thì sẽ thấy nó đẹp hơn rất là nhiều. Tại vì là chiếc xe này tôi chưa dọn dẹp, chưa rửa ráy đây. Quý vị và các bạn có thể xem được là nó còn đang rất là bẩn đấy ạ. Đấy, tôi quay sát vào cho quý vị và các bạn xem nhé. Nó còn đang rất là bẩn và còn xước xát cơ ạ. Tôi còn chưa rửa ráy, chưa có đánh bóng gì cả. Đây là cái cặp đèn cũng vậy đấy, đèn cũng còn nguyên hết quý vị và các bạn nhé. Đấy, chưa có đánh bóng gì cả. Đèn thì pha thì cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon này, đèn gầm này, đầy đủ hết cả rồi. Đây là nhìn về cái phần ba đờ sốc trước thì quý vị và các bạn thấy được là nó cũng đã đầy đủ hết đồ rồi. Và biển số thì rất là đẹp đây, thưa với quý vị và các bạn ạ. Biển Hà Nội nhá. Biển Hà Nội và biển thì rất là đẹp ạ. Đấy. Chiếc xe được sản xuất năm 2009 và đăng ký năm 2009, tên tứ nhân biển Hà Nội ạ. Và xi nhan thì cũng đã được tích hợp trên gương. Và cái gương này cũng đã được ốp chrome rồi quý vị các bạn nhé. Gương ốp chrome này, phiên bản 2.7 này, động cơ VVTi. Đấy, rất là đẹp luôn. Nhìn về bên ngoài thì là nó cũng có đôi chút xước sát một ít, vì là chúng tôi cũng chưa có dọn dẹp, chưa có sơn xi lại đâu. Đây là quý vị các bạn thấy đây ạ. Nhìn sát vào thì chúng ta cũng mới thấy được là xe nó cũng đã xước, nhưng mà nó xước cũng rất là nhỏ thôi ạ. Tôi thì cũng rất là thật, xe mua về như thế nào là tôi quay như thế vậy cho quý vị và các bạn cùng xem, chứ không có giấu giếm quý vị và các bạn làm gì ạ. Nhiều người cứ nghĩ là anh em salon mua chiếc xe về thì sẽ mông má cho nó đẹp lên, nhưng mà tôi thì cứ thế nào là tôi quay đã rồi dọn dẹp tính sau. Đây ạ, đây đằng sau nó có xước sát đây quý vị và các bạn này. Đấy, xước sát này là nó mỏng thôi, nó mờ thôi, có lẽ đánh bóng là nó sẽ hết. Đấy, tôi cứ để nguyên, tôi quay cho quý vị và các bạn xem cái đã. Phiên bản Toyota Fortuner và là cái phiên bản V. Phiên bản V là cái phiên bản số tự động 2 cầu máy xăng. Nhìn về cái phần ba đờ sốc sau thì quý vị các bạn thấy luôn rồi đấy ạ. Thứ nhất là cái đèn này, đèn này cũng chưa có bị đâm đụng, chưa bị va chạm gì cả, cho nên nó còn nguyên đấy nhá. Những cái này là nó bẩn thôi quý vị các bạn ạ. Vệ sinh sạch sẽ đi là nó sẽ hết. Đấy, tôi còn chưa có rửa xe cho nên là chưa thể vệ sinh được. Và là xe cũng đã được trang bị thì quý vị bạn thấy đấy ạ, cảm biến lùi nguyên bản của xe nhé. Xe đã có cảm biến lùi nguyên bản của xe này, camera lùi này, đầu DVD màn hình, camera lùi đầy đủ cả rồi. Đấy, về cái phần ngoại thất thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, xước sát nó cũng ít thôi ạ. Nói thật với quý vị và các bạn là chiếc xe này chủ xe đã bỏ quên, đi cực ít bỏ quên, và còn để hết hạn đăng kiểm rất là dài rồi ạ. Tôi vừa mới lấy xong buổi chiều hôm qua, sáng nay là tôi vừa đi đăng kiểm xong đây, vừa từ cái trạm đăng kiểm Mỹ Đình tôi ra, tôi đi đăng kiểm từ sớm xong rồi, cũng vì là sợ đi đường nó không có hết tem hết đăng kiểm cho nên là tôi phải đem đi tôi đăng kiểm ngay và luôn trong buổi sáng sớm ngày hôm nay đây quý vị các bạn ạ. Mua buổi chiều hôm qua là tôi vừa mới đi đăng kiểm xong đây, tem vừa mới dán xong cho tôi luôn đấy ạ. Đến tháng 1 năm 2022, tức là chiếc xe này được còn đăng kiểm 1 năm nữa quý vị bạn ạ. Sản xuất năm 2009 nên bây giờ là hạn đăng kiểm 1 năm. Tôi vừa mới đi đăng kiểm xong lại chủ xe bỏ quên, chả đi lâu lắm rồi không đi đến cho nên là hết đăng kiểm. Đấy. Và cái dàn lốp thì quý vị và các bạn thấy đây luôn đấy ạ. Chiếc xe này đã được lên dàn lốp thứ hai rồi quý vị các bạn nhá, mà cái dàn lốp thứ hai đây rất là dày đấy ạ. Cả một cái dàn lốp này chủ xe lên một cái dàn lốp mới đều luôn ạ. Dàn lốp mới đều và nó còn dày như thế này đây ạ. Đấy, dàn lốp thứ hai. Đây, cả một dàn lốp sản xuất năm 2016 luôn ạ. Đấy, cái dàn lốp này chủ xe thay từ năm 2016 mà nó còn dày như thế này đây ạ. Bỏ quên mãi không đi đấy ạ. Đấy, chiếc xe đã được bỏ quên lâu rồi không đi cho nên nó rất là bẩn, kể cả cái phần động cơ cũng rất là bẩn. Tí nữa tôi cho quý vị và các bạn xem về cái phần động cơ nó bẩn như thế nào ạ. Vì là lâu rồi chủ xe không đi đến ạ. Đấy.
đi rất là ít luôn ạ. Dàn lốp thứ hai mà còn dày như thế này thì quý vị và các bạn biết rồi đấy ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe nhé. Nội thất của chiếc xe thì nếu như tôi chia sẻ thật với quý vị và các bạn là nhiều xe mua về là không dám quay đâu, không dám chụp ảnh đâu. Nhưng tôi cứ quay tôi chụp ảnh đã. Vì sao ạ? Vì nó còn rất là bẩn, chưa có dọn dẹp gì cả. Đấy, tắp đi cửa đây, quý vị và các bạn thấy đấy ạ. Nó chỉ bẩn một chút thôi, chứ còn rất là đẹp luôn đấy ạ. Dọn dẹp sạch sẽ đi thì nó rất là đẹp. Tại vì là thưa với quý vị và các bạn, nếu như nó bẩn thì xử lý quá đơn giản luôn ạ. Chứ còn nếu như nó bị sử dụng nhiều, nó cũ nát thì là mới khó xử lý. Chứ còn là nếu như nó bẩn thì dọn dẹp rất đơn giản thôi ạ. Nhiều người đi mua xe lại cũng thích nó mộc, nó nguyên bản đấy. Nếu như mà chúng ta đi mua xe của dân là nó mộc như thế này đấy ạ. Còn về salon thì anh em chúng tôi sẽ dọn dẹp đi. Nhiều người thì sẽ dọn dẹp xong mới quay, mới chụp ảnh. Nhưng tôi thì là tôi cứ quay trước để cho quý vị và các bạn đến xem thì nó sẽ thấy nó đẹp hơn là cái video này rất là nhiều ạ. Tức là xem xe thực tế nó sẽ đẹp hơn trong ảnh, trong video ạ. Và xe cũng đã được trang bị nội thất da, có cả ghế điện đấy ạ. Đấy, nội thất da, ghế điện, vô lăng tích hợp các phím điều khiển này. Đây là cái phiên bản hai cầu quý vị và các bạn nhé. Cầu đệ, đây là cái phần cài cầu này. Và đây là cái phần mà keo thôi, chủ xe lắp thêm cái lọc không khí ở đây. Cho nên đặt cái máy lọc không khí ở đây và cắm thêm những cái bộ chia điện để cắm đây ạ. Đây là chủ xe lắp thêm và tôi lúc mua là chủ xe xin lại cái lọc không khí. Đây là tháo ra rồi. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp luôn ạ. Và đây là cái option ở đằng sau, nội thất phía sau đây ạ. Táp bi cửa này cũng còn rất là đẹp luôn ạ. Và chiếc xe này thì nói thật với quý vị bạn, về keo chỉ là còn nguyên zin hết ạ. Chúng tôi cam kết keo chỉ nguyên zin, chưa đâm đụng là chưa có ngập nước gì cả đâu ạ. Đấy, cái nội thất này rất là mới, rất là đẹp luôn. Từ 2009 mà còn đẹp như thế này thì không phải là nhiều đâu nhé quý vị và bạn ạ. Cái đồng hồ là chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn chạy zin là 11 vạn quý vị và các bạn ạ. Đồng hồ zin 11 vạn đấy ạ. Đây tôi cho quý vị các bạn xem luôn ạ, không có giấu giếm gì ạ. Đây ạ, đồng hồ chuẩn 11 vạn đấy ạ. Đồng hồ công tơ mét chuẩn 11 vạn ạ. Đấy. Đấy, và chủ xe đã lắp thêm cả những cái phần camera hành trình, cảm biến lùi, camera lùi. Cảm biến lùi thì xe có sẵn rồi quý vị bạn đấy ạ. Cảm biến lùi sẵn, có sẵn theo xe rồi. Đấy. Và chủ xe đã lắp thêm một số cái thiết bị, ví dụ như đây là cái bộ thu của camera hành trình đây. Camera hành trình nó thu và nó lưu vào cái bộ này đấy ạ. Bộ xịn đấy ạ. Đó. Đầu GVC đầu nguyên bản. Đấy, rất là đẹp luôn, đầy đủ tất cả rồi. Nội thất này, cái phần này, táp lô này, táp bi này, đều rất là đẹp rồi. Đã, tôi vừa mới đi đăng kiểm xong đấy quý vị các bạn ạ. Đấy, giấy tờ tôi vẫn còn đang để đây. Đây vừa mới đi đăng kiểm xong, giấy tờ còn để đây. Phí đường bộ này nộp đầy đủ hết cả rồi. Bảo hiểm tôi mua cũng đầy đủ hết rồi. Cho nên là quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe này về mà đi Tết thì là cứ yên tâm mà chạy thôi nhá. Đây là cái trần đây quý vị các bạn thấy chưa? Cái trần cũng rất là mới, rất là đẹp luôn. Trần rất là đẹp luôn đấy ạ. Đây là cái nội thất từ phía sau đây quý vị và bạn nhé. Ốc cốp sau này tất cả là còn nguyên bản hết luôn đấy. Ốc cốp sau keo chỉ cũng còn nguyên hết luôn ạ. Không có bị đâm đụng, không bị ngập nước gì đâu ạ. Đấy, nội thất đằng sau này tuy chưa có dọn dẹp gì nhưng mà thấy quý vị và bạn thấy đấy ạ. Nó hơi bẩn một chút thôi. Đây, những cái này là cái trải sàn da mà chủ xe lắp thêm ạ. Nó hơi bẩn một chút thôi chứ tất cả còn rất là đều, rất là đẹp đấy ạ. À và cũng quên chưa giới thiệu, vừa rồi giới thiệu cho quý vị và các bạn cái lốp. Chưa giới thiệu cho quý vị và các bạn cái lốp sơ cua còn chưa hạ đâu quý vị và các bạn nha. Đây này, cái bộ kích mê đồ nghề còn mới tinh luôn ạ. Kích mê đồ nghề còn mới tinh luôn ạ. Đây, lốp sơ cua chưa hạ luôn ạ. Đấy, lốp sơ cua còn chưa...
Tuy ở dưới này là nó hơi bẩn một chút chứ lốp chưa hạ đâu ạ. Từ năm 2009 đến bây giờ chưa hạ và độ bộ đồ nghề còn mới tinh luôn đấy. À, rất là đẹp luôn đấy, nội thất rất là đẹp này. Có cả cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau. Đấy, chưa có dọn dẹp gì mà nó đẹp như thế này đấy. Rất là mới. Và đây là cái táp bi cửa phía sau bên phụ, quý vị các bạn thấy luôn đấy ạ. Đầu tiên là tôi cho quý vị bạn xem về cái phần keo chỉ đã. Keo chỉ cũng còn nguyên hết đấy ạ. Tuy có bẩn biết thôi, vì là chưa có dọn dẹp gì cả, nó hơi bẩn. Chứ còn tất cả đều rất là đẹp đấy ạ. Đấy, nội thất ra thì quý vị các bạn thấy đây ạ. Nếu chạy nhiều hay chạy ít thì quý vị các bạn xem ở những cái phần má ghế này thì sẽ biết rồi này. Ốc bản lề này. Táp bi cửa rất là đẹp luôn đấy. Nếu dọn dẹp đi thì nó sẽ lại rất là mới thôi. Đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ, không đâm đụng, không ngập nước gì đâu ạ. Nội thất rất là đẹp. Mặc dù chưa có dọn dẹp gì cả, chứ nếu như mà bây giờ tôi dọn dẹp chiếc xe này đi này thì nó lên rất là đẹp đấy ạ. Đấy, và quý vị và các bạn đây ạ, xem cái tem của nhà sản xuất đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2009 đấy quý vị và các bạn nhé. Đến bây giờ đã là 11 năm rồi mà chiếc xe nó còn đẹp như thế này. Thì quý vị và các bạn thấy được là chủ xe đi ít giữ gì nó như thế nào rồi đấy ạ. Bỏ quên mấy tháng rồi không đi đến. Đấy, chiếc xe này tôi mua về cái là đã hết cả đăng kiểm rồi. Rất là đẹp luôn. Sau đây thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem về cái phần động cơ của chiếc xe. Đầu tiên thì tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem về cái ốc capo trước ạ, để xem có bị đâm đụng hay va chạm gì không, ốc còn nguyên hay không. Đây, thưa với quý vị và các bạn, ốc capo còn nguyên bản này. Keo chỉ này, keo chỉ capo này. Keo chỉ capo cũng còn nguyên zin hết đấy ạ. Đấy, ốc capo. Keo chỉ capo còn nguyên này. Đến ốc tai này, ốc tai xe này, ốc xương đầu xe này, tất cả là còn nguyên bản hết thưa với quý vị và các bạn ạ. Không có bị đâm đụng, không có bị ngập nước gì đâu. Cái xe Fortuner thì xem rất là dễ quý vị và nhá, vì cái đầu nó rất là thoáng này. Đâm đụng hay va chạm gì thì xem rất là dễ thôi. Đó. Và thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe được sản xuất năm 2009, tức là sau 11 năm sử dụng rồi. Chiếc xe này chúng tôi mua về thì nói thật với quý vị và các bạn, nó hơi bẩn một chút ạ. Không phải nó hơi bẩn đâu mà nó rất là bẩn rồi. Tại vì là cũng lâu lắm rồi chủ xe bỏ, chủ xe không đi đến. Cho nên là chiếc xe nó hơi bẩn. Nếu như bây giờ chúng tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi thì nó còn rất là đẹp đấy ạ. Đây quý vị và các bạn có thể xem được nó chất như thế nào. Máy móc còn chất nguyên đấy ạ. Vì mới lăn bánh được có 11 vạn km thôi. 11 vạn này là chuẩn nhá quý vị các bạn ạ. Tôi cam kết cái đồng hồ này là chuẩn đấy. Tôi vừa mua về là nó như thế nào là tôi quay luôn cho quý vị và các bạn xem như thế vậy đấy ạ. À, rất là mới. À xin lỗi quý vị và các bạn, rất là bẩn. Chứ còn nếu như cái máy này thì tôi cam kết với quý vị bạn, nếu dọn đi thì nó rất là chất đấy ạ. Rất là đẹp đấy ạ. Dọn sạch sẽ đẹp đẽ. Bây giờ tôi bỏ ra 500 nghìn thì dọn dẹp sạch sẽ thôi. Và chắc chắn là trong vòng chiều nay thì tôi sẽ cho đi dọn thôi. Nhưng có điều là tôi vừa mới mua về thì nói như thế nào là tôi quay nguyên cho quý vị và các bạn xem như thế ạ. À, không có cái gì mà phải giấu giếm cho quý vị và các bạn đâu ạ. À. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Fortuner 2.7 máy xăng 2 cầu sản xuất năm 2009 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này, thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Chiếc xe này thì
xin phép quý vị và các bạn là tôi cũng chưa tổng hợp được hết chi phí của nó, cho nên là tôi chưa báo giá chi tiết cho quý vị và các bạn được. Nếu như quý vị và các bạn nào mà quan tâm thì cứ gọi điện cho tôi sẽ báo giá, hoặc tôi sẽ làm lại cái video này, tôi sẽ báo giá sau. Tại vì chúng tôi vừa mới mua về được trong buổi chiều ngày hôm qua, thì bây giờ tôi phải vừa mới đi đăng kiểm này, sau đó rồi chi phí dọn dẹp này và bảo dưỡng lại tất cả các thứ, xong rồi tôi mới tổng hợp được cái chi phí thì tôi mới đưa ra cái giá chính xác được. Vì chúng tôi sẽ lấy giá của chúng tôi mua về này, sau đó chi phí dọn dẹp, sửa chữa, bảo dưỡng, thay dầu hết bao nhiêu tôi mới cộng vào, và cộng thêm một cái phần lợi nhuận của tôi khoảng độ 10 đến 15 triệu gì đó vào một chiếc xe này nữa thì tôi mới ra được cái giá bán. Còn nếu như bây giờ mà tôi chưa tổng hợp được hết chi phí mà đưa ra giá bán thôi, con số nó không chính xác thì nó lại cao quá thì quý vị và các bạn lại không quan tâm, hoặc là thấp quá thì chúng tôi lại chưa có đủ lợi nhuận ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi video, xin quý vị và các bạn hãy like video, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 của tôi. Xin phép quý vị và các bạn là cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.